cái đĩa live stream mình thâu về mình đưa vào đĩa dịch ra tiếng Anh thì mình nói tài bản xứ Mỹ là coi cái công dân của Mỹ của nó là cái con Lisa này, bây giờ nó xúi giục, nó khủng bố đất nước tôi thì bây giờ mấy ông tính làm sao? Đó là ý em vậy đó anh Văn Nguyễn, theo anh như thế nào? Giờ anh có thể ấy, em mời anh lên diễn đàn em được không? Anh nói về cái vụ này coi, em bức xúc quá à. Em cũng nói mấy lần về vụ này rồi mà thấy chưa có ai ủng hộ à, không biết là em nói đúng hay nói sai, em nghĩ đúng hay sai. Chào bạn Khoan Độ, chào bạn Cường Phát. Giờ mình mời quý anh chị, bà con, cô bác, đồ anh em, bạn bè, đồ trong diễn đàn mình có thể cho mình một cái ý kiến đó, coi nó làm sao. Cứ việc lên nói đi, không có sao đâu. Chứ mình thì chỉ có biết đưa ra cái ý kiến đó thôi. Mình kiếm chừng 20.000 chữ ký thôi, tối thiểu là 10.000, mà hơn nữa thì khoảng từ 20 đến 30.000 chữ ký là mình gửi lên cho tòa đại sứ Mỹ được rồi. Mình cử một cái số người đại diện xin vào tòa đại sứ Mỹ, mình gặp Bộ Ngoại giao của họ, mình đưa thẳng cái kiến nghị, cái thỉnh nguyện thư đó ra, và xem là họ giải quyết cái người công dân của họ như thế nào. Mà nếu như mà họ là một cái con người thật sự là tôn trọng quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia, tôn trọng cái quốc gia bạn bè mà họ ban giao về mọi mặt đó, thì chắc chắn là con Lisa Phạm này chắc chắn là sẽ bị tước thẻ xanh và đuổi về Việt Nam gấp thôi, giao lại cho phía Việt Nam mình gấp thôi. Mình nghĩ chắc là như vậy luôn. Nếu mà họ làm đúng theo cái lời mà họ đã từng cam kết với lãnh đạo của nước Việt Nam mình là họ tôn trọng cái quyền tự do của mỗi nước nè, không có liên quan là và mình cũng và họ cũng tôn trọng cái là họ họ lên án những cái hành vi mà khủng bố lại một cái quốc gia nào mà họ đã ban giao, là họ lên án cái hành vi đó, thì chắc chắn là cái con Lisa Phạm này là chết chắc. Nếu mà mình thành công là con Lisa Phạm là người chết chắc, bảo đảm là nó sẽ về Việt Nam lần nữa, mà lần này là có lẽ nó không có được cái sự may mắn như lần trước ở đâu. Giờ mình mời các bạn lên đi nè, các bạn nè, mình mời các bạn nào lên không, bạn Cường Nguyễn nè, bạn Khoan Đỗ nè, anh Khoan Đỗ nè, anh Văn Nguyễn nè, cô Nguyễn Hoa thì hồi nãy cô nói cô bận rồi. Giờ thần siêu không thấy camera. À, không biết thằng siêu có muốn lên không ạ? À? Thì gửi lời mời đi, gửi lời đi. Mình thấy mình sẽ mời lên ngay thôi. Ủa sao bây giờ nó có nhiều người mình không thấy được cái cầm len, nó không có chạy lên nữa. Không biết là nó có bị đứng thôi không mà. À. Hiền Nguyễn nè, nhiều lắm mình thấy. Bây giờ cũng khuya rồi.